rồi. Bỏ xa tay ra, đừng có quay chúng tay. Hai em này rất là hung dữ, không bỏ ra. Nhất cái này không bỏ. Bây giờ không ra được. Nó sung không ra được, không bỏ à. Nhất quyết là không bỏ. Nó không không nhả, không nhả. Không nhả là không nhả. Nó đến cái giờ tử này nó không, giờ đi cũng không được mà ra cũng không được. Công nhận sung không ra mà cắn là cắn mà chết đến nơi, không thả là không thả. Liệu bên nào sẽ thắng đây? Câu trả lời vẫn đang ở phía trước. Đấy, ông làm này lộ hết, ông clip đây là lộ, nó biết đừng có nói quay thôi. Vậy nè, thua bác, kinh thua bác. Kiểu này mà giờ mà 2 phút nữa mà con nào mà chạy là coi như thua nhá. Ok. Hai đối thủ xa mà sát nút nhau lại, quyết không thả đối thủ. Trận kỳ phùng địch thủ. Bên tám lạng người nửa cân, cuộc chiến rất là gay gắt. Một bên là giết lửa, một bên là dễ than, đầu to đầu nhỏ. Một trận kỳ phùng địch thủ, trận tứ hùng. Hai còn lại cánh nó nhả gớm nhỉ, không ra. Nè, nước rồi, mà nước nào? 10 phút, 5 phút rồi. Ủa trời, leo có lên điện thoại vậy thì đúng không? Tiền đã được đặt ra nhưng mà chưa biết là bên nào ăn, bên nào thua. Nghĩa là địch mà mày bỏ tao ra, mày bỏ tao ra, mày bỏ tao ra đi. Không bỏ. Thật là một trận chiến tư hùng, chúng ta chưa thấy trận bá dế trong lịch sử nào mà có thời gian. Hai đứa bay dư tiền đưa đây nó xài. Mà tiền mà dư, giờ đéo con nào chịu buông nữa nè, biết con là chịu thua nha. Quay mặt rồi. Sao? Giờ là huề hay là tiếp tục?
thật là khó phân giải, bởi khi hai đối thủ chúng ta rất là gây cấn, nhất quyết cắn đối thủ không thả ra. Quay hướng nào đấy? Quay hướng nào đó? Đang quay ngược đúng rồi. Ngược mẹ. Hay là hồi mẹ đi, hay là để cho tiếp tục đá đây? Để cho nó ngửa đây, nó mới vặt nhau mẹ. Nó mới ngửa, nó mới vặt nhau mẹ. Một thằng 4 triệu, thằng 2 triệu. Thằng này sẽ thắng đây. Đối thủ chúng ta nhất quyết là không buông. Rồi, xoa. Thì bà đéo bỏ tí, tao lại cho, tao lại hơi cho cái cho thơm phức đi. Lỏ ác rồi, tao cho ác luôn. Chạy. Công an đi qua nó thấy cái nó thêm về. Hai con treo vào trong cái bích nhỉ, treo. Bây giờ là hai không phân giải là chỉ hai thằng dẫn nhau lên cầu đi tự tử này. Nhảy cầu. Anh nhiên thế. Hả? Bây giờ là hai đối thủ đã chịu tách rồi, nhưng mà không thể nào lùi nào. Thôi chúng ta quyết định là huề đi bao tay bay mà huề. Ok.